thời gian từ 20 đến 30 phút. Và trước khi khách vô làm thì sẽ có cái nút khử trùng, đây là nút ozone nè. Thì cái tia ozone nó sẽ khử trùng cái phi thuyền của mình, khử trùng hết cho khách yên tâm khi làm tour điều trị. Cảm ơn chị. BB ha, là tất cả những cái thành phần để làm cho cái làn da trắng sáng thì đều chiết xuất và hoàn toàn là từ tự nhiên, để cho cái làn da của mình được trắng sáng một cách tự nhiên nhất mà không có bị kích ứng hay là sao cả. Và trong sau cái quá trình tắm trắng tại BB ha, ngoài cái tác dụng làm bật tông da lên thì cái việc tắm trắng này cũng giúp cho cái làn da được chống tiêu UV này, rồi chống tình trạng bị sạm nám sau khi tắm trắng này, và cũng bảo vệ làn da chống lão hóa nữa đó. Bổ sung những collagen tự nhiên nè, những cái collagen này được chiết từ tạo biển nè, hay là được bào chế bởi các công nghệ thủy phân hiện đại để giúp có thể hấp thu sâu hơn vào cái da, bù lại những cái lượng collagen đã mất do cái quá trình lão hóa của cơ thể. Mỗi năm mình mất đi một ít hơn, và làm cho cái làn da được trắng lên tự nhiên từng ngày. Và hiệu quả sẽ là sau 4 tuần thì mình sẽ cảm thấy sáng bừng sức sống cả nhà nhé. Và đặc biệt là chiết xuất từ trái cây, ví dụ như là trái lê, thì cả nhà có thể biết là quả lê là một trong những cái loại quả vô cùng nổi tiếng về khả năng chống oxy hóa, hay là chống viêm và chống lại những tác động của môi trường. Và đặc biệt thì như cả nhà biết, thời đại ngày nay thì cái việc mình ra ngoài đường khói bụi, rồi những cái tác nhân khác gây ảnh hưởng tới làn da rất là nhiều. Do đó là đây là thành phần cũng rất là quan trọng để có thể giúp làn da của mình chống lại những cái tác động của bên ngoài, và bạn đảm bảo mình sở hữu một cái làn da trắng tự nhiên và trắng từ bên trong cả nhà nhé. Ngoài ra thì còn những cái vitamin như là C, K, B2, B3, B6 rất là nhiều, để có thể len lỏi sâu vào trong làn da, và từ đó có tác dụng là mình làm thoải mái, mình làm không biết tắc các lỗ chân lông và tẩy tế bào chết. Từ đó mình mang lại một cái làn da của mình nó mềm mại hơn, trắng sáng hơn. Dạ em chào chị Trang. Và mình đã xong cái bước là mình nằm phi thuyền để có thể có ánh sáng mình chiếu cho cái làn da của mình được thẩm thấu những cái dưỡng chất của trong làn da đó. Thì em được biết là mình là tắm lần này lần thứ 2 đúng không chị ha? Và lần này hôm nay là lần thứ 3, 2 lần rồi. Và biết sau cái liệu trình này mình cảm thấy làn da của mình thay đổi như nào chị ha? Da mình nó trắng lên từng ngày, giống như là bạn bè mình thấy rồi cũng khen. Ồ, cũng có nhiều người muốn tới BB tắm trắng. Không có bật tông liền, chứ cũng không có trắng bạch. Và nó trắng theo cái kiểu tự nhiên là mình ưng chị ha. Đúng rồi, mình rất là ưng ý. Và mình sờ cái da mình có mịn người hơn là mịn. Và mình cảm thấy là da của mình bây giờ đều màu hơn rồi chị ha. Dạ là mình sau cái lần đầu tiên thì không biết là mình cảm thấy cái da nó có thay đổi nhiều không chị? Chị làm thì lần đầu tiên á thì chị thấy cái da của chị nó giống như trắng mịn. Da của chị nó mịn, nó sạch. Là mình sờ lên cái da mình mịn mịn như em bé chị ha. Nó sạch hơn, nó mịn màng hơn. Và cái cảm giác khi mà lúc mà mình làm mình có khó chịu gì không chị? Hay là chị thấy bình thường. Là hoàn toàn thoải mái chị ha.